hãy nhìn rõ từ bên phải sang bên trái nha. Góc cạnh này đẹp xuất sắc luôn. Đây là đường vào âm thanh, nghĩa là anh em cắm đường nào vặn đường đó. Đó, cửa hàng đang cắm vào đường tuner và aux. Ngoài những cái đường này, phía dưới còn có hai đường vào tiếp 1, tiếp 2. Nó chỉ là cái tên thôi anh em nha. Ngoại trừ đường phono chỉ dành đĩa than. Còn lại phía dưới là cân loa này, lao lớt này, muting này, volume này, bát chép này, đèn vu này, nguồn. Vậy thôi. Sang bên này, đó, đẹp xuất sắc luôn. Mặt phay nhôm F2, Sony F2, giá 3 triệu đồng. Đó là về mặt tiền. Sau đây mời anh em xem mặt trên và mặt cạnh. Góc cạnh đẹp hết. Anh em muốn đẹp đẽ hơn có thể sơn si lại. Đấy là cửa hàng chia sẻ cho anh em. Còn đây là hàng zin chất bãi. Theo thời gian nó phải có sự cũ đi cái lớp vỏ một chút. Mặt sau 100V 65W. Đôi loa tôi đang mở là đôi loa bass 30 anh em nha. Nó nhẹ nhàng nếu để nghe nhạc vào cái âm ly này. Tuner aux. Nó có nhiều kiểu thưởng thức âm thanh. Có người thì cần đánh những thể loại nhạc rất mạnh hoặc nghe mạnh thì mới thấy đã. Nhưng nếu mà để thưởng thức nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc chậm thì với mẫu âm ly này nó thừa sức để làm điều đó. Đó là trở kháng, đánh một đôi loa đó. Sản xuất tại Nhật Bản. Đó là ấy, bây giờ sẽ cho anh em xem nắp mở ra nhé. Bên trong rất sạch sẽ luôn. Con này thì nó cũng có sắt xi 7 màu. Thiết kế rõ ràng, chi tiết, tụ lọc, sò. Sò nó bám theo cái tản nhiệt màu đen phía bên dưới anh em nhé. Nguồn. Đó. Những con đơm ly cổ thì nguồn nó sẽ làm kiểu vàng vàng này. Và nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Made in Japan. Đó. Nó bôi keo màu vàng thôi. Nó chạy sò than phía dưới này anh em ạ. Nó chạy 4 con sò than này. 4 con sò than nhí. Của cái dòng Pioneer Sony thì nó hay chạy sò than nhí kiểu này. Chất âm rất ngọt luôn. Vâng, bây giờ lại mời anh em nghe nhạc lại. Sony TAF2. Các bác vừa nghe nhạc trong phòng kín, nghe nhạc chậm, nhạc cổ với âm ly này thì hết ý luôn. Loa cổ, loa toàn giải. Hoặc những cái kiểu loa như các bác đã nhìn thấy này.